Vòng tay yêu thương xin kính chào quý ông bà, anh chị em trong tâm tình ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Kính mời quý vị cùng bước vào tuần lễ thứ 31 mùa thường niên năm A, Chúa Nhật mùng 5 tháng 11 năm 2017. Suy niệm họ nói mà không làm. Matthew đoạn 23 từ câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu đi rao giảng ơn cứu độ, Chúa rao giảng về Thiên Chúa và lòng nhân từ thương xót của Chúa mang đến cho nhân loại. Và khi Chúa rao giảng, Chúa nhìn thấy những cái cách sống, những điều người ta làm, có cái thì nó tốt, có cái thì không. Những cái tốt thì Chúa khích lệ họ để họ làm tốt hơn nữa. Còn những điều gì họ làm chưa tốt hoặc là họ đang làm sai thì Chúa hướng dẫn họ làm cho đúng, sống cho đúng theo những gì Chúa dạy mình. Thì khi Chúa đi giảng dạy, phần đông dân chúng theo Chúa sống rất là tốt lành, thì trong đó có một nhóm nó chưa có được tốt cho lắm, đó là nhóm người biệt phái. Thì họ có một cái vấn đề, đó là họ nói nhiều còn làm thì ít lắm. Có nhiều khi nói mà cũng chẳng có làm. Người Việt Nam mình có một cái câu nói rất là hay, cái đó gọi là năng thuyết bất năng hành. Nói thì hay lắm nhưng mà làm thì không. Thế hồi xưa giờ anh chị em trong cuộc sống mình có gặp ai như vậy chưa nhỉ? Chắc đâu có ha. Mình người Việt Nam mình nói là gì? Nói là làm phải không? À, mình chắc đâu có gặp cái vấn đề đó đâu nhỉ. Nhưng mà đáng tiếc tôi thì gặp nha. Anh chị em không gặp nhưng mà tôi thì gặp. À, anh chị em biết ngày xưa đó, người Do Thái khi gặp cái vấn đề này đó, họ cũng chẳng thích bao giờ. Bởi vì có lẽ trong mỗi một con người đó, không có ai thích một cái người mà chỉ nói không, không làm. Không ai thích, ngay cả Chúa cũng không có thích. Không thích cái đó. Chúa cũng không thích cái người mà chỉ nói còn không có làm. Vậy thì khi Chúa Giêsu nhìn thấy những người mà chỉ có nói không có làm, thì Chúa làm sao đây? Chúa bắt đầu lên tiếng hướng dẫn cho họ và những người khác đừng có bắt chước và đừng có trở nên giống như họ. À, vậy thì cái việc mà năng thuyết bất năng hành, nó có nghĩa là nói mà không làm đó, thì chúng ta mình có dịp mình tìm hiểu cái đó rồi và anh chị em đều biết cái đó rồi. Cho nên sáng nay mình không có tìm hiểu thêm về cái phần đó. Mình biết nhưng cuộc sống của mình thì mình đem những gì Chúa dạy mình ra thực hành, chứ không phải nói bằng lý thuyết mà thôi. Nhưng mà sáng hôm nay đó, mình tìm hiểu một cái ý nghĩa nữa. Cái ý nghĩa này nó thực tế hơn. Là thứ nhất, mình tìm hiểu tại sao họ trở nên như vậy và làm sao mình sửa được cái vấn đề đó. Cái đó nó thực tế rồi mình mới đem ra mình áp dụng được. Bởi vì người Do Thái, những người biệt phái đó, họ trở nên nói mà không có làm. Họ gặp cái vấn đề. Vậy thì tại sao họ trở nên giống như vậy? Có phải chăng là họ sinh ra là họ đã như vậy? Nếu không khéo nó, nhưng mình kết cho người ta cái tội liền, là những cái người này này sống bề ngoài nó giả hình như thế là sanh ra nó là như vậy. Thưa không đâu. Hôm nay mình tìm hiểu xem những người biệt phái đó, họ bắt đầu như thế nào, và theo cái dòng lịch sử đó, tại sao họ trở nên những người mà sau này Chúa Giêsu phải khiển trách họ. Anh chị em biết, khi mà những người biệt phái đó mới thành lập, họ là một nhóm người rất đạo đức và thánh thiện. Đạo đức thánh thiện lắm. Trong đời sống của họ, mình không thể nào chê được một điều gì hết. Xin thưa anh chị em, nếu trong giáo hội công giáo của mình có những đoàn thể tuyệt vời như vậy đó, tạ ơn Chúa. Bởi vì khi họ thành lập với những cái phương châm quá tuyệt vời, và họ làm không sót một chi tiết nhỏ. Ví dụ, họ sống theo luật của Chúa dạy. Từ điều lớn cho tới điều luật nhỏ, họ đều thi hành và thi hành rất hoàn hảo. Hết xảy chưa? Cái đó mình bị nổi không? Sao bị nổi? Chưa hết đâu. Họ đem cái phương châm này vào cuộc sống nè. Thứ nhất là ăn chay hãm mình. Ăn chay hãm mình đền tội. Mà họ làm cái điều này đó anh chị em, mình cũng không chê được chỗ nào cả. Mình bì cũng không nổi luôn. Cái thứ hai là họ siêng năng cầu nguyện lắm. Họ siêng năng cầu nguyện tới mức mà mình nhìn thấy họ, mình cảm thấy gì? Hổ thẹn một chút. Và cái thứ ba đó,
họ làm việc bác ái không chê được chỗ nào. Chứ đừng có tưởng là họ không giúp người nha. Vậy thì khi họ mới thành lập, họ tốt quá sức đi. Họ tốt quá sức, là một nhóm người quá tuyệt vời. Vậy thì tại sao họ trở nên một nhóm người mà tới lúc Chúa Giêsu đi rao giảng đó, Chúa phải khiển trách họ vậy? Xin thưa là nó xảy ra dọc đường. Nghe nói vậy cho nó dễ hiểu. Họ bắt đầu từ chỗ này, họ tới cái chỗ này gặp Chúa Giêsu, bị Chúa Giêsu khiển trách. Họ bắt đầu tốt mà tới chỗ này thì nó không còn tốt nữa. Như vậy thì có nghĩa là nó xảy ra dọc đường. Vậy thì theo cái dòng lịch sử dọc đường này nè, chuyện gì xảy ra? Xin thưa, chuyện này xảy ra là khi mình bắt đầu làm một cái công việc giống nhau, mình làm ngày này qua ngày nọ, qua ngày kia, ông bà mình nói một cái câu đó quen quá thì nó quá, nó nhàm đi, nó nhàm, nó lờn. Rồi bắt đầu người ta sẽ làm theo máy móc. Mình làm cái công việc vẫn làm giống cái công việc như vậy, không thiếu sót một cái gì cả. Nhưng mà bây giờ tấm lòng nó đã nhạt đi. Cái ý nghĩa từ từ nó đã nhạt đi, nó đã mất. Rồi thời gian nó kéo dài không ai nhắc nhở, thì nó nhạt dần, nhạt dần. Cái công việc vẫn còn giống như vậy, nhưng cái ý nghĩa không còn. Lúc đầu mình bắt đầu mình làm vì lòng yêu mến Chúa vô cùng, vì một cái lý tưởng cao đẹp, vì một cái nhiệt huyết mình muốn giống như Chúa vậy. Nhưng mà dần dần thì cái lý tưởng, cái nhiệt huyết đó nó không còn. Mình làm ngày xưa đó, mình làm một cái công việc bác ái là vì lòng yêu mến Chúa. Còn bây giờ đó, mình làm càng ngày thì người ta bắt đầu người ta khen mình. Mình đọc kinh nhiều, mình cầu nguyện, mình đi lễ thường xuyên thì bắt đầu người ta gì? Người ta quý mình, người ta khen mình. Mới đầu mình theo Chúa đó thì mình cũng còn cái gì? Cúi đầu mình cầu nguyện xin Chúa đó, khiêm nhường lắm. Nhưng mà từ từ khi người ta tân, người ta bóc mình rồi, bắt đầu cái cổ nó làm sao rồi? Cái cổ nó bắt đầu như thế này nè. Đấy. Tới Chúa Giêsu, mà tới thời Chúa Giêsu đi tới thì cái cổ của họ bị dị tật rồi, bây giờ họ không khum được nữa mà nó làm gì? Nó vênh như thế này nè. Thì cũng cùng một cái công việc đó, nhưng mà ý nghĩa không còn, lý tưởng không còn nữa. Cho nên Chúa Giêsu ngày hôm nay khiển trách đó, Chúa không có khiển trách công việc. Chúa khiển trách là họ mất đi cái ý nghĩa đó, mất cái ý nghĩa đó. Mà anh chị em ơi, khi mình nhìn kỹ lại đó, cái việc Chúa khiển trách họ đó, dường như nó cũng đụng chạm tới mình một chút. Một chút anh chị. Bởi vì mình cũng vậy. Mình muốn đi theo Chúa lắm, mình quyết tâm đi theo Chúa, đó là cái con đường mình muốn sửa đổi để mình trở nên thánh thiện hơn, tốt lành hơn. Mình cố gắng lắm, nhưng có những ngày đó mình nhiệt huyết mình theo Chúa, là này Chúa, trên đường này là con nhất định theo Chúa, dù mọi người có chối Chúa, con thì không, con sẽ theo Chúa đến cùng, đúng không? Có những ngày mình cảm thấy như vậy, nhưng có những ngày đó dọc đường thì làm sao, mình cũng bắt đầu nhạt dần rồi, mình quên đi cái lý tưởng cao đẹp đó. Chính vì thế mà chúng ta được nghe phúc âm nhắc lại cho mình, không phải chỉ dành riêng cho những người biệt phái ngày xưa đâu, cho mình nữa. Đừng quên cái ý nghĩa và cái lý tưởng cao đẹp của mình khi bước theo Chúa. Tất cả mọi công việc tốt lành chúng ta làm, chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa. Đừng quên cái đó anh chị em. Công việc bác ái mình làm chẳng hạn, mang thức ăn khô cho người nghèo, mình chia sẻ cái điều đó vì lòng yêu mến Chúa. Mình bắt đầu từ cái đó. Cho nên thường thì tôi hay nhắc cái này nè, để cho giúp cho mỗi người chúng ta nhìn thấy. Vì có những cái mình làm mà mình không có để ý. Tôi thường hay hỏi, thí dụ như mình là người công giáo nha, mình cho một người nghèo một chén gạo. Bên này cũng là một người, nhưng mà không có đạo gì cả, không tin tưởng, người vô thần thôi, họ cũng cho người nghèo một chén gạo. Vì thì trong hai công việc này, cùng cho một người nghèo chén gạo, nó khác nhau ở chỗ nào? Đáng tiếc khi tôi đi giúp tĩnh tâm đó, hầu như không có ai nhìn thấy cái sự khác nhau hết. Xin thưa, cái sự khác nhau là cái lòng yêu mến Chúa. Mình là người có lòng tin, mình làm vì lòng yêu mến Chúa. Mình là những người tin Chúa và theo Chúa. Cái ý nghĩa của chúng ta là ở chỗ đó.
Đừng có đánh mất cái đó. Bởi ngày nào mình đánh mất cái đó là công việc của mình nó chỉ còn lại, còn lại cái bên ngoài thôi. Nó mất cái ý nghĩa bên trong. Thành đây là cái điều đó mà Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại cho những người Do Thái ngày xưa là như thế đó. Cái cách họ sống rất là đàng hoàng, tốt đẹp lắm, nhưng họ đánh mất cái niềm tin, cái ý nghĩa ở bên trong. Không còn vì Chúa nữa mà vì ai? Vì mình. Nên là hôm nay chúng ta bắt đầu được nhắc thì mình bắt đầu sửa đổi cái cách nhìn, cái cách sống của chúng ta lại. Tất cả mọi việc chúng ta làm, lời kinh nguyện chúng ta dâng lên Chúa cũng vậy. Mình đọc kinh là vì lòng mình yêu mến Chúa thật anh chị em. Tập cái đó. Chứ không phải mình làm vì cái thói quen hay là cái luật nó bắt như vậy. Không có. Mỗi cái việc bác ái mình dâng lên, mình cầu nguyện cho các đẳng linh hồn vì lòng mình yêu mến Chúa. Trong cái sự hiệp thông đó, mình không muốn cho những anh chị em của mình, những người đi trước nhưng mà bị bỏ quên. Mình yêu thương Chúa, yêu thương tất cả mọi người, thì mình dâng lên, mình cầu nguyện cho họ. Đẹp và ý nghĩa vô cùng. Anh chị em sắp tới, một hộp mì gói, một hộp mì ý, đồ hộp mà chúng ta chia sẻ cho người nghèo. Anh chị em hy sinh thời giờ đi shopping, đi ra Walmart, đi xem để mà mình mua. Chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa. Là cái công việc của chúng ta khi mình chia sẻ như vậy thì người khác họ cảm nhận không phải chỉ là một lon đồ hộp, không phải chỉ là một chén gạo. Họ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa được mang tới cho họ một cách cụ thể như vậy. Tất cả mọi việc chúng ta làm là chúng ta làm vì cái lòng yêu mến Chúa đó. Thì cái công việc chúng ta nó sẽ đầy đủ hơn. Những người biệt phái ngày xưa nó thiếu sót thôi. Nó thiếu sót cái điều đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bổ khuyết để trong cuộc sống của chúng ta được đầy đủ bình an và hạnh phúc hơn nha. Thánh lễ chúng ta dâng, mình dâng với lòng yêu mến Chúa sốt sắng lắm anh chị em. Mình đi về mình cảm nhận được Chúa ở với mình, mình cảm nhận được cái sự bình an trong tâm hồn của mình. Còn nếu mình đi tới đó, mình thiếu sót cái sự bên trong của mình đó, anh chị em đi về trống rỗng, trống rỗng, không có cái gì cả. Thành ra mình bổ khuyết cái phần đó nha anh chị em nha. Nha, phần ở bên trong tâm hồn của mình, để chúng ta có đầy đủ thờ phượng Chúa, ra về đón nhận Chúa trong tâm hồn mình, mình được sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em, ta ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Vòng tay yêu thương đến đây kết thúc. Ước mong quý vị cảm nhận được niềm vui yêu thương trong những giây phút vừa qua. Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về điện thư vongtaysongnguyen@gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị lần tới. Quý vị có thể vào xem lại chương trình trên Facebook hoặc YouTube. Xin kính chúc quý vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và trong vòng tay yêu thương của gia đình Thánh Gia. Thân ái kính chào quý vị. Do Ban Truyền thông chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Hải Ngoại thực hiện, Bùi Văn Bằng và Đặng Văn Công. Chúa Giêsu trong sáng ai cầm.